Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Nhật Bản muốn nhờ cậy may mắn khi đón tiếp đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Nhật Bản sẽ có chuyến làm khách trước Việt Nam ở lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022, khu vực châu Á vào sáng ngày 11 tháng 11. Sau đó, đội tuyển xứ Hoa Anh Đào sẽ trở về sân nhà đón tiếp những chiến binh sao vàng vào tháng 3 năm sau, khép lại hành trình tại đấu trường châu Lục. Ngay từ lúc này, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đã lên kế hoạch chuẩn bị cho những trận đấu sân nhà còn lại tại vòng thứ 3 World Cup năm 2022. Trong đó có cuộc đón tiếp đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, GFA nhiều khả năng sẽ không để Sumaraisan thi đấu tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo như thường lệ. Cụ thể, vào ngày 27 tháng 10, Chủ tịch GFA Kozo Tashima đã có cuộc gặp với chính quyền tỉnh Saitama để đề xuất tổ chức cả 3 trận sân nhà còn lại của đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 trên sân Saitama Stadium năm 2002, trong đó có trận cuối cùng gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 29 tháng 3 năm 2022. Theo nguồn tin từ báo giới Nhật Bản, GFA thời gian gần đây đã cố gắng vận động chính quyền tỉnh Saitama để được tổ chức các trận đấu tại sân này. Vì yếu tố may mắn, rất nhiều bàn thắng quan trọng của đội tuyển Nhật Bản tại các vòng loại World Cup đã được ghi lại tại đây. Tại vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022, đội tuyển Nhật Bản thể hiện màn trình diễn kém thuyết phục khi thua 2 và thắng 2 sau 4 lượt trận đầu tiên. Thành tích của thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ so với tâm thế mà đội tuyển xứ mặt trời mọc bước vào giải đấu. Do đó, GFA đang làm mọi cách để hy vọng đội tuyển Nhật Bản có được những kết quả tốt nhất ở những lượt trận còn lại, qua đó giành tấm vé góp mặt tại WCK World Cup năm 2022.